Xin chào, anh chị có hay đến đây không ạ? Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, Minzu luôn nỗ lực phấn đấu để thực hiện ước mơ trở thành một phát thanh viên thời sự. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi cũng sẽ tham gia cuộc thi bơi thật nhiệt tình. Vâng, cảm ơn anh chị và chúc anh chị có kỳ nghỉ thật vui vẻ. Hôn đi. Gặp bất ngờ với chàng hoàng tử bạch mã Sun Sung đã biến Minju thành một cô bé lọ lem. Mình đi em nhé. Lâu đài thủy tinh có thực sự đem đến hạnh phúc cho Minju hay không khi cô liên tiếp gặp phải những mâu thuẫn với gia đình nhà chồng? Tôi đã phiền lòng nhiều lần lắm rồi, đâu phải chỉ có lần này. Sun, em đưa vợ lên gác đi. Tôi chưa cho phép nó đi và thấy thỏa mãn. Liệu nghị lực và niềm tin có giúp Minju tìm lại giấc mơ nghề nghiệp cũng như tình yêu của mình trước những biến cố bất ngờ của số phận? Bộ phim Lâu đài thủy tinh mời quý khán giả đón xem 71 tập phim Hàn Quốc Lâu đài thủy tinh vào 16:15 hàng ngày trên NTV bắt đầu từ tháng 4 năm 2014. Đạo diễn Jo Nam-guk, biên kịch Choi Hyun-kun.